Chị Dương ơi, có đồ ăn không? Tôi đi kia ăn với. Mày ơi, hãy tiếng Anh này và em đến đây đi. Chị Dương, có đồ ăn không cho khỉ ăn với? Cố lại đây Bim bim hơi bị ngon đấy. Này, Nikki. Nhâm nhâm nhâm. Ăn đi, ngon không? Uầy, giòn tan luôn các bạn ạ. Này. Ô, không theo mình ơi. Các bạn ơi, chị ăn rất là ngon luôn. Sang đây. Thôi, ở đây. Sang đây. Sang đây. Đây, ở đây chị cho Bim Bim. Đấy. Nikki ở đây các bạn ạ. Này, cho em miếng. Cái em bứng. Các bạn ơi, các bạn có thích ăn Bim Bim không? Khoan dừng là 2 giây. Nikki. Ngã. Ê, kêu. Đây Nikki. Chuẩn bị bò sang bên đấy này. Nikki. Chị cho nó không ăn đâu. Ô, Nikki hình như là chán ăn Bim Bim rồi thì phải. Đồ rồi, chỉ có cái này cho Nikki này. Ôi giời, đấy. Từ từ để chị tu lấy. Từ từ bình tĩnh. Đấy. Nhầm, ngon nha. Ôi, thấy đồ ăn là tân tớn này. Tân tớn chạy sang bên chị chứ không phải chạy sang bên em. Nó muốn chạy sang bên em nên chị giữ lại đấy. Ăn cái màu hồng nhé. Ăn cái màu trắng. Cái này nhiều đường dính hết mồm rồi này. Không ăn được. Nhai. Ôi, dẻo quẹo luôn, cắn miếng một thôi. Nikki không ăn Bim Bim nữa, giờ chuyển sang ăn kẹo dẻo các bạn ạ. Ôi, nhầm. Nhìn em tôi đâu con khỉ ghê. Tại sao chứ? Chị giống hơn. Răng chị gân giống nó. Quế. Các bạn có thích ăn kẹo dẻo này không? Mình rất là thích ăn luôn, cho nên là mình đã mua về. Sau đó khỉ ăn. Dẻo mềm. Ơ, sẽ cắn cái chuỗi. Nó hơi cứng cho nên là mình mua kẹo dẻo cho nó các bạn. Kẹo nó mềm mà nó lắm đường. Nó thích cầm cây cơ. À, thích cầm cây à? Tí nữa mình xỏ lại vào cho nó. Đấy. Bé khỉ cũng rất là thích màu hồng luôn. Yêu màu hồng ghét sự giả dối. Trời đất ơi. Tay thì ngậm, tay thì ăn. Dính hết vào tay rồi kìa. Tí nữa đi tắm nha. Chị tắm cho nó nha. Dịch lên. Nó sợ em ăn. Ô, cái quần của nó rồi. Nó đi ra xong rồi em giặt rồi. À thế à? Nó còn đi ra cả áo em cùng mà. Ôi giời.
Cái màu trắng cứng quá không nhai được. Giòn tan. Ôi, nó để xuống dưới này các bạn ạ. Mình đang nhìn nó như thế này thì nó thấy nó nhai nhai xong rồi cái cục ở đây nó lại phình ra. Đây này. Nó để vào đây này. Xong rồi sau cho nó ăn xong rồi nó lại nhả ra lại. Giống y hệt chị ấy. Lúc mà em ý, lúc nào nó đói thì nó lại nhả đấy ra nó ăn các bạn. Đây. Giống y hệt chị luôn. Ồ, thích ăn cái này à? Mình mất rồi. Trời ơi. Khi nó giống chị phết ấy. Mỗi khi ăn xong nhá, kiểu như là vẫn còn kẹo. Ôi. Nào, bỏ cái này ra để xiên cái này mà. Không phải. Trời ơi. Đâu kia? Ăn đâu này? Trời. Nó cứ phải có cây nó mới chịu cơ. Không có cây này nó dỗi. Ô, đi kì. Đây chui xuống háng rồi đấy này. Chui lên chắc chả thì rồi. Cho cái kẹo mút cứng cứng này đi. Kẹo mút hình con mắt. Ô. Liệu Nikki có sợ không? ăn hết. Cứ ăn để, được là ăn để, hết. Để chị ra móc đã. Đợi một xí nhá, hàm ăn quá đi. Như chị. À. Nào đây để chị bóc cho cái đã. Để em luôn đi. Ừ. Em đi. Để chị giữ chân nó nhá. Để chị bóc cho. Cái mình kéo đi. Ai bật chi. Cẩn thận nó dỗi đi chị. Bóc kẹo cho ăn lại còn dỗi. Đùa nó dỗi. Ôi. Đầy rồi. Mày ăn bim à? Cũng rất là tinh nhá các bạn nhé. Lia được kẹo ngay lập tức luôn. Nikki sát. Trời ơi tôi mệt rồi ngang. Thôi nhặt bim bim ăn. Nào lên đây. Ăn kẹo. Ăn kẹo. Nikki ơi, kẹo. Ôi dồi ơi, nó rằng rồi. Nó rằng sao mình lấy rồi. Hi hi. Ăn ngon nhớ. Các bạn thấy Nikki đáng yêu không? Như trẻ con ý, chỉ thích ăn kẹo thôi. Nhưng mà ăn kẹo vừa hơi không sâu răng ấy nhá. Kéo sợi. Kéo mút kéo sợi. Ôi cái miệng rộng chưa này. Ôi trời ơi. Ôi. Còn rộng hơn cả kẹo. Ý như trẻ con ý. Chạy qua chạy lại mãi. Thì đang là trẻ con mà. Ôi nhưng mà nó có cái kiểu ngậm kẹo giống chị em mình ghê. Rồi. Ai bảo chị phân cái chân ra để làm gì. Ngậm sai chỗ rồi. Ngậm đầu trắng. Đâu to anh. Leo trèo vừa thôi rơi hết kẹo rồi.
Rồi, trời mát rồi đấy, chị đi tắm cho nhá. Ok, tự giác đấy. Đi. Ngồi đấy Tâm à. Cởi áo, cởi áo, cởi áo. Để em cởi cho ạ. Để em cởi cho. Không phải tắm cả áo này thì thôi à. Giơ hai tay lên. Giơ hai tay lên trời. Hey. Đây 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 đây. 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 Ôi giời ơi. Ê, sao? Nào, ra đây tắm cho. Em giặt áo cho nó nhá.